Okay, hello everyone. So today I'm going to talk about anaphylaxis following 1, 2, 3. Okay. Dạ thưa thầy và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày cái bài phản vệ và sốc phản vệ theo cách học 1, 2, 3. Contents bao gồm thứ nhất đó là basic sciences. Em sẽ nhắc lại ba điều. Điều thứ nhất đó là tolerant hypersensitivity reaction. Điều thứ hai đó là hai con tế bào là mast cell và con basophils. Và một cái hóa chất bên trong hai con tế bào này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình trạng anaphylaxis, đó là histamine. Và điều thứ ba đó là IgE, antibody, cái kháng thể IgE. Và cái mục số 2 đó là ABC, bao gồm etiology, pathogenesis và pathophysiology. Và số 3 đó là symptoms and signs. Và một phần nhỏ đó là paralytical. Tại vì paralytical trong cái bài anaphylaxis nó không có giá trị, tại vì chứng đoán chủ yếu dựa vào lytical, cho nên chúng ta bỏ nó luôn. Definition of anaphylaxis. Okay, anaphylaxis is a rapidly developing life-threatening systemic reaction mediated by the released mast cell and basophil derived mediators into the circulation. The base severity is seen usually within 5 to 30 minutes. It's a Taiwan hypersensitivity reaction, mnemonic, first, fast, FF, okay, is also in the distributive shock group. Thì cái định nghĩa của cái sốc, tình trạng sốc phản vệ là một cái phản ứng toàn thân, nó diễn biến rất lạ và nó đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân bởi các hóa chất trung gian được phóng thích ra từ con mast, con tế bào mast và con basophil vào bên trong tuần hoàn, và cái đỉnh trầm trọng của nó là trong vòng từ 5 đến 30 phút đầu. Và nó cái phản vệ là nó có, chúng ta có 5 loại hypersensitivity reaction, tức là 5 loại quá mẫn, thì nó thuộc cái loại một, tiếp một, và chúng ta có bốn loại, chúng ta có bốn loại sốc, thì nó thuộc cái sốc distributive shock, là cái sốc phân bố. Và chúng ta sẽ nhắc về Taiwan hypersensitivity reaction. Tức là quá mẫn tiếp một, thì quá mẫn tiếp một nó có two phase, có hai pha, pha tức thì, tức nghĩa là immediate, trong vòng minutes, tức nghĩa là trong vòng vài phút thôi, nó liên quan đến cái kháng thể IgE gắn trên bề mặt của con mast cell đó. Đó, là diễn ra một cái hiện tượng gọi là phản ứng chéo giữa kháng nguyên đặc hiệu với lại kháng nguyên đặc hiệu với lại kháng thể đặc hiệu của nó. Đó là mà khi mà kháng nguyên gắn với lại kháng thể như vậy, nó làm cho vỡ, gọi là ly giải cái con mast cell, và nó phóng thích hàng loạt các hóa chất trung gian ra, trong đó có histamine, tryptase. Và cái tryptase này đó chúng ta sẽ đề cập ở phần tiếp theo. cái pha thứ hai đó là late, diễn ra trong vòng hours, tức là pha muộn diễn ra trong vòng vài giờ sau, do các hóa chất trung gian, do các chất hóa học trung gian nè, là cytokine nè, chemokines, là tại vì cái đặc tính của cái hypersensitivity tiếp một, cái quá mẫn tiếp một nó có hai pha, cho nên cái tình trạng phản vệ nó có một cái thuật ngữ đó là biphasic anaphylaxis, tức nghĩa là phản vệ hai pha. phản vệ hai pha, hai nghĩa là pha đầu nó xuất hiện, tức là xuất hiện triệu chứng đầy đủ hết trơn rồi, mà chúng ta đã chịu điều trị nó là ổn hết rồi, tức nghĩa là mất, gọi là các triệu chứng giảm và gần dường như là mất hết rồi trong vòng từ 1 đến 8 giờ, tức nghĩa là cái khoảng thời gian nó không hoàn toàn không có xuất hiện triệu chứng phản vệ, nhưng mà sau đó nó lại bùng lên lại, nó bùng lên lại xuất hiện y chang phản vệ pha 1, và chúng ta phải điều trị giống như lần đầu, và như vậy thì chúng ta gọi nó là biphasic anaphylaxis, phản vệ hai pha. Chúng ta sẽ nói về cái con mast cell. Thì cái con mast cell thì với lại cái con basophil, thì hai cái con này có nguồn gốc chung một cái tiền chất, nhưng mà nó không chung loại tế bào với nhau. Và bên trong con mast cell nó chứa các cái hạt ưa basophil, và nó là một cái trung gian của các cái phản ứng dưỡng tại khu trú tại các mô. Và trên bề mặt của con mast cell nó có cái AFC, AC. FC, ok, FC. FC là gì? FC là cái nơi mà để cho kháng thể IgE gắn vào, nghĩa là IgE được cái con tế bào lympho B á, nó tạo ra và nó gắn trên bề mặt của con mast cell đó tại các cái vị trí gọi là FC, ok. Và cái con mast cell này á, nó được hoạt động khi mà tổn thương mô, nghĩa là mô bị chấn thương, tổn thương. Có hoạt động của bộ thể, sự gắn kết giữa kháng nguyên, kháng thể đặc hiệu,
đó, thì nó làm cho ly giải con mast cell này ra, mà ly giải thì nó giải phóng hàng loạt các hóa chất trung gian, có histamine, có heparin, có tryptase và các chất hóa học lôi kéo các cái con tế bào gây viêm đến, như là con eosinophil. Cái enzyme mà cái là tryptase là cái enzyme mà nó cho chúng ta biết là con tế bào mast nó đang hoạt động. Đó. Và một số thuốc như là kháng sinh vancomycin, giảm đau gây nghiện, rồi thuốc cản quang, là những cái thuốc mà nó làm vỡ, tự vỡ luôn, nghe vô là cái là nó làm vỡ mấy con mast cell luôn, nó không cần qua miễn dịch hay là gì hết. Histamine. Histamine là một cái chất được tổng hợp nội sinh, được dự trữ và tiết ra bên trong lòng, bên trong cái con mast cell và con basophil. Một số thì có ở thần kinh nữa, và con mast cell nó có nhiều ở ở da nè, ở đường tiêu hóa nè, ở đường hô hấp nè đó. Và histamine nó có 4 bà vợ, tương ứng với nó là 4 cái receptor đó. Và cái bà vợ thực sự rất là nguy hiểm đó, mà giết chết chúng ta, đó là bà vợ cả H1, cụ thể H1 nó có ở cơ trơn đó, nó có ở cơ trơn lớp nội mô, nó có ở cơ trơn, và hai cái cơ trơn đó rất là nguy hiểm, đó là cơ trơn của đường hô hấp, cơ trơn của thành mạch máu. Ok, chúng ta sẽ nói về cái cơ chế tác động của histamine ở cái phần tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mục ABC. A đó là etiology, thì theo Washington nó chia cho chúng ta làm hai nhánh, đó là do miễn dịch là immunologic, và không do miễn dịch là non immunologic. Do miễn dịch tức là do đồ ăn, thức uống, đồ ăn như là seafood, do các loại hạt, trứng, sữa, rồi do ong đốt, côn trùng cắn, do mũ cao su, do khi mà truyền máu thì do các cái thành phần, các cái sản phẩm của máu, và cái nhóm, cái nhánh mà không do miễn dịch đó, vì cái kể đến đầu tiên đó là thuốc cản quang, rồi NSAID, vancomycin, thuốc giãn cơ đó, và những bệnh nhân đang trong cái tình trạng chạy thận nhân tạo, hemodialysis, do các yếu tố vật lý như là quá nóng, quá lạnh hoặc là quá trời gắng sức, và một nhóm nhỏ đó là không biết nguyên nhân luôn. Cho dù nó là do miễn dịch hay là không do miễn dịch thì cái bản chất pathogenesis của nó chỉ có một chữ thôi, đó là mediators, hóa chất trung gian, và cái hóa chất trung gian của nó mà nó gây nên các cái triệu chứng đó là histamine. Tại vì cái etiology nó chia làm hai nhánh cho mình, đó là do miễn dịch và không do miễn dịch, thì cái pathophysiology của nó cũng chia chúng ta làm hai nhánh, đó là do miễn dịch và không do miễn dịch. Thì chúng ta đầu tiên ta sẽ nói là do miễn dịch trước. Thì do miễn dịch tức nghĩa là đầu tiên thì cái kháng thể, cái kháng nguyên hoặc là cái dị nguyên nào đó nó đi vào cơ thể chúng ta, thì cái hệ miễn dịch của chúng ta đánh sạch chúng, đánh chết sạch luôn. Nhưng mà cái hàng lympho T nó phải làm cái nhiệm vụ là trình diện cái kháng nguyên đó cho cái hàng lympho B, để hàng lympho B làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 1 đó là tạo ra kháng thể IgA để gắn trên bề mặt của con mast cell và con basophil. Nhiệm vụ thứ hai là tạo ra tế bào nhớ. Nhớ để làm gì? Nhớ để lần sau mà khi mà cái tụi dị nguyên, cái tụi kháng nguyên này nó vào cơ thể chúng ta thì cơ thể chúng ta phản ứng cực lạ, bỗng một ngày đẹp trời thì chúng ta vô tình ta tiếp xúc lại với cái dị nguyên với lại cái kháng nguyên lần lần trước, thì lúc này diễn ra một cái sự tồi tệ, đó là phản ứng chéo giữa kháng nguyên với lại kháng thể đặc hiệu, kháng nguyên với lại kháng thể đặc hiệu. Và khi mà kháng nguyên cộng với kháng thể với nhau thì bộ thể nó hình thành, bộ thể nó hoạt động, mà bộ thể hoạt động cuối cùng là tế bào nó phải bị thủng, mà khi thủng thì cái con mast cell và cái con basophil này nó ly giải ra, nó ly giải và nó giải phóng hàng loạt các hóa chất trung gian đi vào tuần hoàn, into the circulation, đi vào tuần hoàn. Và cái chất mà thực sự gây ra các cái triệu chứng chết người đó là histamine. Nơi nào có trụ thể của histamine thì nơi đó xuất hiện triệu chứng của phản vệ. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái đường hô hấp trên trước cái đường hô hấp trên trước nó xảy ra một cái hiện tượng gọi là nó gây ra một cái tình trạng gọi là angioedema, phù mạch, mà phù mà ở cái bộ phận gọi là laryngeal edema, phù cái thanh quản, giống như là chúng ta bóp cổ, nó bóp cổ là không cho chúng ta thở, đòi hỏi chúng ta phải đặt liền nội khí quản, hoặc là không được nữa phải mở khí quản để cho bệnh nhân thở. Đối với, và lúc này bệnh nhân xuất hiện một cái răng rất là lớn, đó là stridor, và
cái đường hô hấp dưới á, thì nó làm co các cơ trơ của tiểu phế quản, nó gây ra một cái ran chúng ta nghe là wheezing, á, wheezing, gây ra cái tình trạng ho rồi khó thở, hypoxia. Còn trên tim mạch á, nó làm cho nhịp tim nhanh, huyết áp giảm, giãn mạch ra và ngất luôn. Còn trên đường tiêu hóa thì nó làm cho chúng ta nôn ói nè, đau bụng, nôn ói, đau bụng rồi ỉ đái dầm dề. Còn trên da thì cái mà tập vào mắt chúng ta đó là bệnh nhân nổi bì đai, sẩn đỏ, ngứa, phù khu trú, đó là các cái triệu chứng mà histamine nó gây ra. Và một cái câu hỏi nhỏ chỗ này á, cũng cùng là cái cơ trơn, nhưng mà cái cơ trơn ở đường ở cái cơ trơn ở tiểu phế quản, ở cái đường hô hấp á, thì lại co, và cơ trơn ở mạch á, thì lại giãn, cũng cùng là cái receptor H1. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại vì nó khác nhau một cái điều cơ bản ở đây, đó là cái cơ trơn ở cái mạch á, thì nó có cái lớp gọi là endothelium, cái lớp nội mô. Khi mà cái thụ thể histamine á, nó gắn vào cái thụ thể khi histamine nó gắn vào cái thụ thể H1 ở cái thành mạch á, thì cái lớp endothelium này nè, nó tiết ra hai cái chất giãn mạch dữ dội, đó là NO và prostaglandin. Thì hai ông này nó làm giãn mạch và tăng tính thành mạch, làm cho nước ào ra khỏi thành mạch, gây phù khu trú, local edema. Còn ở tiểu cơ trơn tiểu quản thì nó đâu có điều này, cho nên khi mà histamine gắn vào H1 ở cái tiểu phế quản, cơ trơn tiểu quản thì nó làm co tiểu phế quản. Và còn cái tiêu chuẩn chẩn đoán á, thì có ba cái tiêu chuẩn, chỉ cần một trong ba là chúng ta được chẩn đoán là tình trạng anaphylaxis rồi. Thứ nhất đó là có tình trạng da niêm cắt như là nổi bì đai, ngứa, sẩn đỏ, phù như là môi, lưỡi và cái lưỡi gà, và cộng với một trong hai cái triệu chứng của tuần hoàn và hô hấp thì xuất hiện các grand wheezing, strider, khó thở, hypoxia. Và tuần hoàn thì có hạm huyết áp, có hiện tượng tổn thương, có tình trạng tổn thương cơ quan đích, rối loạn cơ quan đích. Và cái tình tiêu chuẩn thứ hai là có ít nhất 2 trên 4 cái triệu chứng lâm sàng sau khi mà bệnh nhân tiếp xúc với một chất có thể là dị nguyên, như là về da nè, về da niêm, về hô hấp, về tuần hoàn, về tiêu hóa. Và cái tiêu chuẩn thứ ba đó là bệnh nhân bị tụt huyết áp đột ngột sau khi tiếp xúc với một chất chắc ta biết chắc chắn đó là dị nguyên đối với bệnh nhân. Đó, và cái tiêu chuẩn thứ ba này thường sử dụng trong phòng mổ hay là phòng hồi sức. Và cái severity of anaphylaxis, tức là mức độ nghiêm trọng, trầm trọng của sốc cái phản vệ á, thì nó có, theo Washington thì nó có ba cái là middle, nhẹ, tức là sự xuất hiện các triệu chứng ngoài da thôi, tức nghĩa là mẩn, ngứa, phù khu trú thôi. Còn nhưng mà khi mà trung bình, đó là moderate, là xuất hiện các cái triệu chứng ở các cơ quan hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa. Và cuối cùng đó là severe, là sốc luôn rồi, tình trạng sốc có hạ huyết áp, có tinh thần rú lẫn, rồi hypoxia, hypotension và confusion. Và emergency treatment, tức là điều trị cấp cứu của cái tình trạng phản vệ theo bắt đầu làm liền là rút nửa ống tới một ống adrenaline hay là epinephrine, rút liền nửa ống tiêm vào bắp nào cũng được, theo bắt đầu là tiêm vào bắp nào cũng được, nhưng mà người ta nói là tiêm vào cái mặt trước bên của đùi thì thuốc sẽ hấp thu nhanh hơn. Và cái phác đồ mà sốc phản vệ thì xin mời các bạn xem chi tiết ở cái phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế, bài mình tham khảo từ các nguồn tài liệu sau.